아, 어떤 일로 바빴어요? 앵커 람백지? em không아하, 오케이. 오케이, 혹? but Okay. 네. yeah. Ah, 어느 교환, 저도 이농루. 오늘 주제는 신변이에요, 신변. 혹신, 신변. 하신 신변 오케이 네네네네. 읽을게요. 학생, 교실, 책상, 공부하다, 친구, 선생님, 시험, 과제, 학교, 도서관. 네. 네. 뚜팅아. 학생 교실 책상 공부하다 친구 선생님 시험 네. 화재 학교 도서관 아, 오케이. 또 땡볕, 또 땡볕. 생viên học phòng học bạn học học bạn bè giáo viên kỳ thi bài tập trường học thư viện Sinh viên, phòng học, văn học, học, văn bê, giáo viên, nè kỳ thi, bài tập, nè trường học, thư viện. nè Ok. Né? Học생들은 교실에서 친구들과 책상에 앉아 공부합니다. 독가우팅한 학생들은 교실에서 에서 친구들과 책상에 앉아 공부합니다. 네네네. 독가우팅뱃. 네, 학생 trong phòng học, ngồi bàn học cùng bạn. Né. Dạ. Nói tu thế hắn. Ban. Ban Bạn, bồi. Né. chín cụ. Né, 좋아요. 반 혹, 뭐예요? Chết sang. 네. 홍 혹, 뭐예요? 교신. 네. 신벤, 뭐예요? 학생 혹, 뭐예요? 공부해요. 네네. 그러면, 요건 뭐예요? 들은? 뇽 뇽? 네네. 그러면 요건 뭐예요? 네네. 어정 예, 좀, 좀. 그 정. 다음에 요건 뭐예요? 그리고 và꿍? 네네, 봐. 예, 맞아요. và그 네. 다음에 앉아 뭐예요? ngồi 오케이, 뭐, 잘했습니다. 이게 하팅한 요거 특징이에요. 내가 여기 동그라미 친거 요거 요렇게, 그다음에 요거 하다 요렇게, 요거 많이 요건 아니고, 요거 아 앉아 이런 거 뒤에 말 있잖아요. 들은, 에서, 들과, 에. 아, 압니다, 읍니다. 이거 중요해요. 비행한, 계속 반복해서 쓰이기 때문에 중요해요. 오케이. 독, 아웃팅한? đọc lại à아, 선생님은, 네, ốc ốc선생님은 학생들에게 시험과 과제를 주십니다. 독. 네 네.
Sơn sen đi mìn à xin sơn sen đi mừng hắc sen tư ro hắc sen tư rê kề si ham khoa hoa chê rừng chu sim à Tốt thì giáo đây này giáo viên đấy giao kỳ thi và bài tập cho sinh viên. chào Vinh chào kỳ thi và bài tập cho sinh viên cảm ơn tần chào Vinh bueo Sơn xem mìm nhé là mẹ sinh viên em hát xem bài tập bueo bài tập công à xúc xúc chê nè khóa chế xúc chế với cùng mình khóa chữ cái khóa à chế chê xúc chê em để khá thân bài đấy đi thi xem nè si chia học nè giao chào mời cháu giao 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 là một động từ chu chu sim chu si nè chúng ta chú xin người ta OK. à chu si nhá 여기도 보면 이거 티행하는 은 있어요. 그다음에 신빈인데 둘에게 있어요. 학생에게. 그다음 요거는 바는 같은 거니까. 그다음에 를 있어요. 그다음에 주다 주 요거 줍니다 주십니다. 요거 차이 있어요. 요거 약간 주입니다인데. 이거 선생님 좌우벤이니까 주세요 주십니다 이렇게 써요. 만약에 학생 뭐 예를 들어서 아이들이 과자를 줍니다 하면은 주십니다 이거 안 써요. 요거 십니다는 앙어이 아나이 그다음에 안 오바 나이 든 사람들 올드 아니 또 있고 올드 피플 올드 나이 많으면 이거 써요 이거 주십니다 줍니다 주십니다 차이 있어요 뭐 나중에 이건 또 해요 오케이 다음 학교에서는 학생들이 도서관을 자주 이용합니다. 또? 학교에서는 학생들이 도서관을 자주 이용합니다. 네. 이거 봐요. 학생 교에서는 학생들이 도서관은 자주 이용합니다. 네. 가오 아, 팅비. trường học thường xuyên sử dụng thư viện cho sinh viên. Trường học xuân xuân sử dụng tu viện cho sinh viên. Viện sinh viên này. Trường học bao Hắc Kiều nhiêu? Nè. Đàm sử dụng bao nhiêu? sử dụng mới học xong quên mẹ rồi sử dụng gì nhỉ xem Sử dụng là động từ. Động từ. về cộng anh이거 động từ예요, 동 từ. 티행한 동 à từ는 맨 뒤에 있어요. 네. 이거 tu sọ이용하다, 사용하다. 이용하다. 이용하다 네네, 사용하다. 같은 말. 어 두변 도서관 네, 신분 학생이고 네 학생들을 학생 위한 도서관을 사용합니다. 학교에서 중수에는 자주 thường xuyên gia chủ네, 중수. 오케이. 다음에 할게요.
공부한다는 것은 지식을 쌓는 중요한 과정입니다. 공부하다 공부하다는 네. 것은 네. 지식을 쌓는 네. 중요한 과정입니다. 오케이. học là quá trình quan trọng xây dựng kiến thức. Học là quá trình quan trọng xây dựng kiến thức. Ok. 이거 공부하는 거는 이건 뭐예요? 과친 행한 뭘까요? 과정 비슷한데. 과정 과친. 중요한 는 관종. 과정 관종 중요한. 아, 관 trọng trung vô hạn. 네네. 그럼 과친 뭐예요? Quá trình quá trọng. 네네. 과정 맞아요. 그 다음에 킨텍 뭘까요? 킨텍 Kiến thức. Kia지식? chi knowledge xích.지식 지식. 네네네 중 Xây dựng. 대중 쌓는 지식을 얻는 이렇게 허순. 네네네 벗은는 뭐냐면 이거 혹을 뜻하는 말이에요. 공부는 이거 같은 말 공부한다는 것은 공부는 같은 말 그냥 이렇게 얘기할 수 있어. 공부는 혹라 지식을 쌓는 중요한 과정입니다. 오케이? 공부한다는 것, 노래한다는 것. 이거 티행한 특징 있어요. 공부는 해도 돼요. 쌤쌤. 이거 예를 들어서 생각한다는 것, 니, 라, 뭐, 사람의 중요한 특징입니다. 오케이, 좋아. 네. 마지막, 학생들은 학교에서 친구들과 함께 성장합니다. 녹아웃팅한 학생 교에서 친구들과 함께 성장합니다. 녹, 예. sinh viên phát triển cùng bạn bè trong trường học. 신변 발전 동반배 중중학 신변 학생들은 중학 학교에서 쫑하면 애서죠 반배 Trong là cái gì quên đã반배 반반 반배 ban예. phan반베라지 네 유팅한 phan 반베 phan 친구 네 친구 꿈은 함께 빠진 오케이 성장하다 빠진 phát triển son trang hà tả네네네 성장하다 grow 성장 son trang hà tả네네 네. 네. 학생들이 친구를 사귀는 것이 학교 생활의 일부입니다. 학생들이 친구를 사귀는 것이 생활의 학교생 한 한의
Dữ À, liệu quốc tìm hoa được. rề, sen sen hoa rề, sen hoa rề cái gì ta? À, Yêu vụ gì ta? ibu imita. Ok. Kết bạn là một phần cuộc sống, học đường. Kết bạn là một phần cuộc sống, Sống. cuộc sống. Học đường. Ý của bạn chính của chỗ. À, Kết bạn chị bạn sao kỳ ta? Kết bạn chính của bạn đừng ta. Chính của bạn đừng ta. à, đâu đâu à? 친구를 사귀는 것. 대판. À, cả một cụm luôn.응, 대판. là 이거 송 학중 학중 송 학교 생활 Sống.학중 학교 생활 Sống.송 응. Sống là응. 모 xuyên모 phân quốc 일부 một일부 phần.일부 환 꼭꼭 일부 Kinh일부 vụ.네네네 환뭐환 Ba phần.네꼭 오케이 Oppa, cuộc sống học đường.걱정 Đây.송홍충 학교 생활 Ok. Nghe.시험 기간에는 학생들이 더 열심히 공부합니다. Nghe. Siêu kỳ cả nên lực hát sen tư lịch thó열심히 gió sim khi공부합니다. công vụ hành gì ta Okay. sinh viên học các môn khác trong trường học No. 정 기지. có nhầm trong kỳ thi sinh viên học chăm chỉ hơn. trong kỳ thi sinh viên học chăm chỉ hơn. 이거 trong kỳ thi 시험 이거 좀안 해. 시험 시험 중에 에 예. 학생은 더참어 열심히 참지 열심히 여수미 네네 꼭 여시미 심히 열심히 혹 공공 네 공부합니다. 네 오케이. 링딩 네 학생들은 학교에서 다양한 과목을 공부하고 있습니다. 다양한 다짱, 다짱. 학생 들은 학교에서 다 장한 과목은 공부하고 있습니다. 네, 또 sinh생각 네. viên học các môn khác trong trường sinh viên học các môn khác nhau trong trường trong trường. sinh viên học các môn khác nhau trong trường sinh viên học sinh đường trung y học kiểu học kiểu trung học Kiểu học kiểu A. trung học kiểu eso Đây. Sao? môn Học môn khoa. các nào는 과목 Hả? môn các Khoa mục.과목 các quá các 과목 이게 nào는 다양한 많은 new 의미예요. 다양한 각 여러 개 다양한 공부합니다. 몬각 now Khó오케이. hiểu vậy.잠깐만. 몬각 하면 과목 subject 과목 Xong chưa?네 now Ok. 많은 다양한 다장 비슷한 말 now 다양한 오케이 Ok. okay? 네네 그다음 교실에서 학생들은 선생님의 지도를 받습니다.
Yoshin e so hắc sen tư luôn. So sen nhím e. So sen nhím e. À, so sen nhím. So sen nhím e chi tu luôn. Nè. Ba. Xin xin người ta. Ba xin người ta. Nè. Trong phòng học, sinh viên nhận sự hướng dẫn của giáo viên. Xong phòng học sinh viên nhận sự hướng dẫn của chủ giáo viên. Này. Tôi sẽ phòng học trong tôi sẽ để xong giáo viên sân sinh nhìn của Xin ơi nhìn. sân sinh nhìn mới Ê, chỉ đồ chỉ ọc. đồ Ê. sư phong dẫn chỉ đồ rồi bắt ta Chi tu luôn. bắt ta ừ. Xin bên Xin. học sinh đưa đến nhanh nhanh phát sinh gì ta sư chung sư phong Chi dẫn tu luôn. Bạc tạ. nè. 도서관에서는 책상에 앉아 책을 읽는 것이 일상입니다. 도서관에서는 책상에 앉아 책 앉아 책은 읽는 것이 일상입니다. 네. Tại thư viện, ngồi bàn học và đọc sách là thói quen. Tại thư viện, ngồi bàn và đọc sách là tối thuần. Nè. Thư viện, thư Cô viện, số quán e so anh à, ta cho anh ta. anh trả Này, bàn phúc chắc sang để. chắc chắn Này, bàn phúc, chắc sang để so anh ta so. Đọc, ít ta. Sách책을 읽다. Sách책. Tôi quen ilsa. in Ilsa. sao Ok. rồi Để hôm nay anh읽어 볼게요. in sao in sao Này, ilsa. in sao ta Tôi quen ilsa, ilsa. 그냥 보통입니다. 늘 있는 일입니다. 이런 뜻. 네 À, tôi đọc tiếng Hàn, em đọc tiếng Việt. Học sinh. sinh viên Tôi sư. phòng học Sách sang. bàn học 공부하다. học 친구. bạn 선생님. giáo viên 시험. kỳ thi 과제. bài tập 학교, trường học 도서관, thư viện em đọc từ tiếng Hàn, tôi đọc từ tiếng Việt. học sinh Sinh viên, kêu xin phòng học, chắc sang bàn học, công mua hà ta học, chinh khủ bàn bê, sơn xanh nhìn chào bên. siam si Kỳ hồng thị, kỳ thị. khoa trẻ Bài tập. han kiều Trung học. thô so khoa Thư viện. này Bệnh viện 하면 병원이죠. Bệnh viện,병원, hospital. tiếng Bệnh Việt viện. Bệnh viện, hospital Bệnh viện, hospital. yon chào병원, bệnh viện. yon quần Ok. À, tôi yon đọc tiếng Hàn, em đọc tiếng Việt. này Tao tiếng Hàn, tao tiếng Việt. Học sinh 들은 교실에서 친구들과 책상에 앉아 공부합니다. sinh viên học trong phòng học ngồi bàn học cùng bạn. 선생님은 학생들에게 시험과 과제를 주십니다. Giáo viên giao kỳ thi và bài tập cho sinh viên. 학교에서는 학생들이 도서관을 자주 이용합니다. Trường học thường xuyên sử dụng thư viện cho sinh viên. 공부한다는 것은 지식을 쌓는 중요한 과정입니다. Học là quá trình quan trọng xây dựng kiến thức.
학생들은 학교에서 친구들과 함께 성장합니다. Sinh viên phát triển cùng bạn bè trong trường học. À, em đọc câu trình hân, tôi đọc câu trình bệnh. Ok. Học sinh từ rừng kêu xì nê sọ chín cu rừng khoa chắc sang e an cha công bu hàm gì ta. Trình bé học chung phòng học ngồi bàn học cùng bàn. Nè. Sơn xem nhìn mình hát sen tư rê kỳ si ham khoa qua chê lần chu ham gì ta. Dạ bên chào kỳ thi và bài tập chỗ sinh tên. Hát sen kêu e so nun hát sen tư rì thô so khoan nun cha chú ý dòng hàm gì ta. À, chúng học chúng chúng xuyên su chung tu viện cho sinh viên. Nè, công bu ha ta đừng sót ừng chi chi si cừng cha nừng trông chung 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 do hàn hoa trông ham nhỉ hoa trông im nhỉ ta. À, học là quá trình quan trọng xây dựng kiến thức. Nè. Hát sen tư rừng hát kêu e so chín cu rừng khóa ham kề trông trang ham nhỉ ta. Trên biển phát triển hướng bản về bán vé trong trung học. À, tôi đọc cao trình hơn em đúc cao trình bếp. Học sinh들이 친구를 사귀는 것이 학교 생활의 일부입니다. Kết bạn là một phần cuộc sống học đường.시험 기간에는 학생들이 더 열심히 공부합니다. Trong kỳ thi, sinh viên học chăm chỉ hơn.학생들은 학교에서 다양한 과목을 공부하고 있습니다. Sinh viên học các môn học khác nhau trong trường học. 교실에서 학생들은 선생님의 지도를 받습니다. Trong phòng học, sinh viên nhận sự hướng dẫn của giáo viên. 도서관에서는 책상에 앉아 책을 읽는 것이 일상입니다. Tại thư viện, ngồi bàn học và đọc sách là thói quen. À, em đọc trình hân, tôi đọc cao trình bệnh. Hắc sen tư rì chín cu rừng xa khuy nừng kho xỉ hắc kiêu sen ha rề y y bu im mì tài. Cái phần là một phần cuộc sống học chung. Si ham kỳ ca nề nừng hát sen tư rì thôi yon sim hỉ yon si mì công vu hành gì ta. Trong kỳ thi, sinh viên học chăm chỉ không? Hát sen tư rừng hát kêu e so tha yon hành khoa mô khẩn không bu ha cô ít xâm này ta. À, sinh viên học các mục khác nhau trong trong trường. Xem biết là ok. Kyo si re so hát sen tư rừng son xem nhìn e chi tô đặc sưng gì ta. Chúng phòng học
xin đến nhân sư cung dân của Triều Vinh. Thô sô khoa nê sò nùng chết sang ê án cha chết khẩn y lừng kho si in trang hăm gì ta in trang im gì ta Tại tôi ven ngồi bán và túc sắc là tôi quen. Tôi sẽ nói tu thiên bếp, em sẽ nói tu thiên hạt, ok? nè. Xin biển. Sinh viên hắc xèng hay hắc xèng Ok. Giáo viên. xuân trên nhìm Ok. Trung học. trường học kêu xin à án hắc kiều Nè nè. Bài tập. bài tập khoa khoa chê Ý thị. si hồng Quá trình. quá trình Quá trình phúc là quá trình quan trọng xây dựng kiến thức. cái gì nhỉ học là quá trình quá trình khoa Nè trồng nè 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 Good, good. thô sơ khoan Thư viện. Sử dụng. sử dụng cái gì sử dụng Này này, đúng từ chú trọng. Trung học, trung sinh, sử dụng tu viện, cho sinh viên, sử dụng. y y Này này, dòng yêu y ngà dòng ta. hàm um, À ta, này, sao yêu ngà ta, yêu ngà ta. Ok. Quảng học, quảng học. phòng học kêu xỉn Đấy. Túc sắc. Túc sắc. in à đọc sách check in Sách cứ check ilta. check Il check in ilta, ilta. Ok. nè Ok, 잘했어요. 오늘은 여기까지 할게요. 네. 담배 수고했어요. 감사합니다. 네. 바이바이. 바이바이. 네.